Thưa quý vị và các bạn, ESI, công ty năng lượng ở Mỹ đã lãnh bản án sau khi phạm luật liên quan đến quy định về chim di trú. Cụ thể công ty này phải trả 35 triệu đô la Mỹ vì các quạt điện gió của hãng đã giết chết ít nhất là 150 con đại bàng đầu chọc. Trong số 35 triệu đô la, công ty phải chi 27 triệu đô la để thực thi các biện pháp nhằm giảm tối thiểu khả năng gây hại cho các loài chim đại bàng trong tương lai. 6,2 triệu đô la tiền bồi thường và 19 triệu đô la tiền phạt. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, ESI đã không xin phép trước khi xây dựng các trạm điện gió ở bang Wyoming và New Mexico. Những trạm này được xây dựng ở khu vực cản đường chim di trú. Bộ Tư pháp đã tiến hành vụ kiện sau khi phát hiện chín con đại bàng chết ở ba trạm điện gió của ESI. Sau đó, ESI thừa nhận từ năm 2012, nhiều chim đại bàng đầu chọc và vàng đã thiệt mạng tại 50 trạm điện gió nằm ở nhiều vùng khác nhau. Đại bàng đầu chọc và đại bàng vàng thuộc diện được bảo hộ theo luật Mỹ.